Chào tất cả mọi người, hôm nay là thứ tư ngày 26 tháng 8. Thì cửa hàng Ba Trang lại giới thiệu cho mọi người một cái lô máy cắt cỏ nhá. Thì số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Các bác mua hàng điện theo số điện thoại đấy thì bên em sẽ tư vấn thêm sản phẩm. Đó, số điện thoại đấy các bác đừng điện thoại số điện thoại khác, không cả những cái có những cái thành phần nó vào nó lừa nhá. Nó gửi hàng không đúng hàng thì bên em không chịu trách nhiệm nhá. Rồi. Cái lô này thì gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 cây. 15 cây là có cả máy lòng lớn và lòng bé nhá. Thì cái lô này có dòng Kawasaki, Mazuyama, Echo Kyujit, Mitsubishi TL và TH34. Ok. Thì em xin phép giới thiệu trực tiếp cho mọi người sản phẩm hôm nay. Thì cây số 1 là một cây Kawasaki. Cây này TG25. Thì con này 25cc, lòng 33 ly. Nó thích hợp là dùng công việc gia đình các bác nhá. Đó, nhà ai làm vườn hay là làm lương làm rẫy, chủ yếu là cắt những cây cỏ bình thường thôi, làm công việc một công suất bình thường thì các bác có thể lựa chọn cây như thế này. Thì thương hiệu Kawasaki này rất nổi tiếng rồi các bạn. Thứ hai là rất tiết kiệm nhiên liệu, thứ ba là máy chạy cực kỳ bền bỉ các bác nhá, cực kỳ bền bỉ luôn. Thì cái giá thành con này nó khá phải chăng. Đây, tum này tum sắt các bác nhá, không bao giờ sợ cháy tum các bạn. Đấy, máy này em dọn rất là sạch nhá. Đây các bác có thể thấy nền nhà nhà em. Đấy, không sợ bị bẩn nhá, không sợ bị dầu mỡ vào nhá. Thì em sẽ dọn, đã dọn rất là cẩn thận rồi các bạn. Đó. Thằng cây số 1 ngày nay. Cây Kawasaki. Đấy. Các bác có thể thấy này, máy này dọn rất cẩn thận này. Tất cả đều zin nguyên bản nhá. Đấy, cần zin. Đầu bò zin. Rồi ok, cây số 1 ngày hôm nay em xin phép báo giá luôn. Giá của nó là 1.600.000 bao ship đủ đồ nhá, 1.600.000 bao ship đủ đồ cho mọi người ạ. Đó. Bao ship nhá. Rồi cây số 2, một cây Mazuyama. Con này là 26cc, lòng 34 ly. Nó là tum rời các bác ạ. Các bác có thể gắn nó bình xịt thuốc nhá, hay làm công việc gì đó. Đấy. Đây, chạy chế One Pro nhá, rất tiết kiệm nhiên liệu. Cái dòng này chạy cực kỳ bền và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, các bác dùng Mazuyama rồi thì biết. Máy rất là ngon. Đây. Quay chi tiết máy các bác xem này. Đó. Máy khá là đẹp nha các bác nhé. Máy khá là đẹp này. Con này 26cc, lòng 33 ly, 34 ly. Thì dùng công việc gia đình, có công suất tập trung hoặc là phát cỏ đồi, cỏ nương. Đó, ok nhá. Đấy, con này thương hiệu này dòng máy nó khá là bền bỉ nên giá cũng khá cao. Giá của nó là 2 triệu bao ship cho bác ạ. 2 triệu bao ship nhá. Đây, em sẽ quay phần đầu bò nó. Đầu bò con này thiết kế chống cống cỏ các bác nhá. Đây. Con số 2 Mazuyama. Con số 3. Con số 3 hôm nay một con Mitsubishi. Con này là TL261 nha các bác nhá. TL261. Thì ngày hôm kia thì em cũng có lên một cái lô TL26126 thì cũng đã bán đi 8 cây rồi các bác ạ. Đấy, hôm nay em sẽ đã về thêm được TL26 các bác nhá, TL261 nhá. Đây. Series máy này. 261 nhá. 935 à 093938. Đó. Máy khá là đẹp. Tất cả là zin nhá. Đây. Con này chế là 2 kim chỉnh các bác nha. Thì cái tem của nó mất tem Mitsubishi TL261 thì em có gắn cái tem TL26 vào cho máy nó đẹp nha các bác nha. Đó, không về các bác lại thắc mắc. Cái thương hiệu Mitsubishi chắc em không phải giới thiệu nhiều rồi. Máy nó rất là ngon. Máy khá là ngon các bác ạ. Đây. Nó còn cái đỡ này, cái giá đỡ nó này. Cái đỡ bình xăng nha, bình xăng này bình xăng zin nha. Rất là dày dặn nha. Máy rất là rẻ dặn. Con số 3 ngày nay 2.4 triệu bao ship nhá, 2.4 triệu. Rồi con số 4 à, con số 5 hôm nay em quên, không đánh cho con số 4 này, con số 5 nữa đi. Kawasaki. Con này là TG24. Đấy, con này 24cc, nóng 33 ly. Đấy, nó giống con TG25 ban đầu thôi thì rất thích hợp dùng trong công việc gia đình. Đấy các bác, rất thích hợp dùng trong công việc gia đình hoặc là phát cỏ mềm. Đó. Cái dòng này chạy cực kỳ bền các bạn.
tuồng rời nha, các bạn phải gắn bình xịt thuốc nha, cực kỳ bền bỉ nha. Rồi con số 5 ngày nay, số 5 đây em quay đó, khá là muộn rồi, khá là muộn rồi, 4 giờ sáng nha. Rồi ok, con số 5 TG24 giá 1.6 triệu nha. Máy chạy cực kỳ bền bỉ, cực kỳ ổn định luôn cho mọi người ạ. Rồi con số 6 ngày hôm nay, đây một con cũng là con TG24, con này là màu xanh nha các bác nhá, con này màu xanh đó, em quay chi tiết máy các bác xem, tất cả đều zin nhá. Đây bác nào thích màu xanh để chọn con Kawasaki này đó, chế này, đây là kim chỉ tốc độ này, đây là Gaiti nhá, Japan đây nhá, các bác thấy này. Đó, lúc máy Kawasaki này nó in made in Japan lúc máy luôn cho bác này. Đó, các bác thấy này. Rồi ok. Con này là 33cc. 33 ly 26 25cc 24cc. 24cc 33 ly tum rời. Không bao giờ sợ bị cháy tum các bác nhá. Tum là tum nhôm các bác ạ. Thương hiệu này quá nổi tiếng, các bác miền Tây rất thích nhá. Rồi ok, con số 6 ngày hôm nay giá của nó 1.6 triệu bao ship cho các bác ạ, 1.6 triệu nha. Rồi con số 7, một con Echo Fusion, con này Echo, con này là đi 30cc này, 30cc lòng 35 ly. Con này em vừa có rửa xong này, em vừa có rửa xong các bác, đây này vẫn còn nước này, đây là đây em vừa rửa xong các bác, lên clip luôn cho mọi người này. Vừa có máy đã làm nổ nhá, vừa cọ rửa lại. Rồi thì con Mid Fusion này chạy khá là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đây các bạn có thể tem nó này, Fusion Green. Thì cái dòng này nó khá mắc tiền vì nó chạy rất là ngon luôn, tùm nhôm. Bác nào chạy Fusion rồi thì biết. Con này chạy cực kỳ bốc máy luôn, cực kỳ khỏe, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn nha các bác nhá. Đấy, phát cước thoải mái luôn nhá, phát đồi, phát nương, phát cước ok luôn. Rất là thích hợp cho các bác đi làm công việc nặng. Đây, cái đỡ bình xăng nó đây này. Rồi, con số 8 ngày đây. Giá của nó là 2.8 triệu cho một con máy Qzit. Thằng con này 30cc, chạy cực kỳ gắt máy luôn này. Đấy, các bác thấy này. Thương hiệu Green. Có nghĩa là bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Rồi con số con số 8 ngày hôm nay, đây con Mazuyama, con này là đi con này là Mazuyama 32cc nhá, 132. Đây này có thằng hút Kawana nó mượn cái máy của Mazuyama, nó gắn thương hiệu nó vào đây nhá, thực ra nó là máy Mazu các bạn ạ. Thì con này là 32cc lòng 38 ly nhá. Nói là 38 ly nhưng mà nó lại rẻ tiền hơn cái thằng Qzit. Thì các bác có nhiều bác cứ điện đến hỏi bảo là cái sau có máy lòng lớn lại có máy rẻ và máy đắt. Đó thì nhân tiện em sẽ nói thêm là tùy vào thương hiệu thôi. Đấy các bạn, tiền nào của nấy thôi. Đó, những cái máy 1.1-2 triệu thì nó sẽ không thể chạy được cái máy 1.5-1.6 triệu được. Vẫn là máy gia đình thôi nhưng mà nó chạy rất là bền bỉ hơn. Đó. Đây. Con này Mazuyama tum rời các bác có thể này. Phải gắn bình xịt thuốc nhá. Chạy rất tiết kiệm nhiên liệu luôn này. 32cc nòng tới tận 38 ly các bác ạ. 38 ly nhá. Đó. Một con Mazuyama. Con máy rất là đẹp, máy cực đẹp nha, màu đen. Màu đen rất lôi cuốn luôn. Ok, con số 8 ngày hôm nay. Bác nào mua hàng bên em thì kết con nào em sẽ test riêng cho các bác cái con đấy nhá các bác ạ. Em không tiện test trong clip đâu vì là nó rất là mất thời gian. Thể mọi người không xem hết clip của em. Rồi con số 8, giá của nó là 2.5 triệu nhá. 38cc. 38 ly 32cc nhá. Rồi ok, con số 9. À, đây là một con Kawasaki, con này TH34 nha các bác nhá. TH34. Đó, một cái thương hiệu quá nổi tiếng rồi, máy này nó không cần phải giới thiệu nhiều rồi, các bác miền Tây cực kỳ thích nhá. Đấy, con này 34cc lòng 36 ly Kawasaki, chạy thì quá bền bỉ rồi nhá. Đây tùm rời nhá, bố quân lớn luôn,
bố quân lớn luôn mọi người ạ. Đây. Shingiru. Thực đây là như em vừa nói là cái thằng Shingiru nó mượn máy của Kawasaki để nó gắn cái thương hiệu của nó vào thôi. Thực ra máy của nó Kawasaki, các bác ơi, dùng Kawasaki nhìn phát biết liền của máy nào. Thứ hai là cái con này nó có sở hữu cái chụp giật trợ lực nha các bác nhé. Chế ga ngang này rất tiết kiệm nhiên liệu luôn, rất là bền, rất là chế ga ngang này rất là dễ thay thế nhá. Đó, chế quan pro luôn. Đấy, chụp giật trợ lực giật rất nhẹ nhàng. Con này bác nào dùng phát cước ok, dùng chuyên nghiệp nhá, chọn con này thì quá ok luôn rồi, không phải suy nghĩ. Đó, không phải suy nghĩ luôn. Con này em có giá luôn này, giá của nó là 3,4 triệu bao ship đủ đồ cho mọi người ạ. Đây, đây có bóp kim nguyên bản nó nhá. Đây, đây là bóp mạnh, đây là bóp vừa, ok. Con số 9 ngày nay của Kawasaki TH34 có trợ lực. Rồi, con số 10 ngày nay một con Echo. Echo này con 315 32cc, nòng 36 ly. Máy như mới luôn các bạn, máy rất đẹp luôn này, mọi người có thể thấy nhá, cực đẹp luôn. Con này các bác nào bảo không đẹp nữa thì không có nào đẹp cả. Đó, các bác có thể thấy này, rất đẹp luôn. Đó, con này có trợ lực nhá, Fusit nhá, có trợ lực này, có trợ lực cho mọi người luôn, Fusit. Đây, phần máy rất sáng này. Đó, quay phía trước cho mọi người xem nhá. SRE 315, con này chạy rất khỏe luôn, rất thích hợp cho các bác là thích máy lớn này. Đó, Fusit 315, con này giá của nó đi 3 triệu nha, 3 triệu bao ship cho mọi người nha. Rồi, ok. Con số 11, con TL33, Mitsubishi TL33 nhá. Đó, bố con lớn này, máy rất đẹp này các bác. Đây, bình xăng lớn, hai con này bình xăng lớn đã vỡ, em đã thay nhá, vì là vỡ thì bắt buộc phải thay thôi. Thế các bác, bình xăng bị vỡ rồi thì về em đã thay cho nó nhá. Ok, Mitsubishi TL33 thương hiệu quá nổi tiếng, hai cây 13 và 11 và 12. Đây, em sẽ giới thiệu chung luôn, con này là 33cc, lòng 36 ly, thương hiệu là quá nổi tiếng rồi, không phải nói nhiều rồi. TL nhá, còn TL26, TL33. Đây, cần zin đầu bò zin. Hai cây số 11 và 12. Giá của nó là cùng đồng giá là 3,4 triệu nhá, 3,4 triệu cho mọi người luôn này. Cùng đồng giá nhá. Đây, em sẽ quay hai con cho bác xem này. Đây, tất cả đều sử dụng chế oan đồ nhá. Chế hai kim chỉnh nhá, tất cả đều sử dụng chế hai kim chỉnh nhá. Rất thích hợp cho việc điều chỉnh tốc độ của máy và điều chỉnh độ xăng nhá. Ok, Made in Japan này. Made in Japan này. Đó, đây, tem màu đen. TL33 đây. 306442 series. Rồi ok. Hai con này đồng giá là 3,4 triệu nhá. Đó. Bác nào chọn con nào thì alo em. Rồi, đến cây số hai cây đẹp nhất ngày hôm nay. À, tôi kêu giết cái cây số 10 cũng đẹp, hai cây Mitsubishi TL26. Hôm trước thì em có lên, hôm trước có lên cây số 4 thì các bác rất nhiều các bác đặt hỏi nhưng mà nó chỉ có một cây thôi, thì hôm nay em cũng lên được hai cây rất là đẹp các bạn, hai cây cực đẹp cho mọi người luôn nhé. Mitsubishi TL261, hai cây 261 nhá, cây số 13 và 14 thì em giới thiệu cây số 13 luôn, 26cc nòng 34 ly. Đây em dán đây 261 đây, TL261 nhá, thì cũng giống như con kia thôi, nó bung với cái tem này, em nó dán là cái tem Mitsubishi để lại tem mới cho nó đẹp các bạn. Thực ra là 261 này các bác có thể thấy này. Đấy, TL261 nhá, series 049224. Thì con này nó đẹp ở chỗ nào, đây các bác có thể thấy này, bình xăng zin nhá. Trong clip em không có giới thiệu hết được, có thể máy điện thoại bình thường nên là nó không được nét lắm, nhưng mà ngoài đời nhìn rất là đẹp đúng không? Đây, thứ hai có trợ lực này. Có trợ lực nhá, Mitsubishi
TL261 có trợ lực luôn, máy cực đẹp luôn. Đây, xem máy rất đẹp luôn. Các bạn thấy này, máy rất đẹp này. Rất đẹp. Rồi 26cc nòng 34 ly, thương hiệu nổi tiếng nhất Nhật Bản luôn. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu. Cây số 13, 2.6 bao ship các bác nha. Đó. Đây, đây này, bên trong xe rất sáng nha. Nhìn ở trong máy này nó không được đẹp bằng ngoài đời đâu. Nó nhận hàng không sẽ không thất vọng nha. Rồi cây số 14 ngày hôm nay, cây này cũng rất là đẹp nhưng mà rất tiếc nó không có trợ lực. Rất tiếc, cái tiếc lớn nhất của nó không trợ lực, nhưng mà bù lại nó rất là đẹp luôn. Đẹp, quá đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn thể thấy đây, bị xong nó này. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Các bạn thấy đàn áo nó này. Đàn áo quá đẹp luôn này các bạn ạ. Đây, đẹp nó này, cực đẹp luôn này. Đây là 261 này, 114120, cây số 14 ngày hôm nay. Nói chung là cây số 13, 14 là một cây 19-10 luôn. Đấy, zin 19-10 các bác lựa chọn nhé. Đây em sẽ đặt hai cây gần nhau các bác xem này. Đấy, các bác có thể thấy đây, nó rất là đẹp luôn, nó rất là đẹp. Cây số 14 giá nó 2.6 triệu nhá, 2.6 triệu bao ship cho mọi người ạ. Các bác thấy hai cây 261 này rất là đẹp nhá, 19-10 nhá. Rồi cây số 15, cây số 15 ngày hôm nay, cây Mitsubishi, cũng là một cây Mitsubishi 261 nhá. Đấy, thì nó không được đẹp bằng cây số 13 và 14, nhưng mà nó, máy thì bác dùng qua 261 rồi, không phải nghĩ. Nó rất là ngon, nó rất là ngon cho mọi người ạ. Chế hai kim chỉ. Rồi ok, con này là 261, giá 2.4 triệu. Đây là nó bị dính cái băng dính ở đây thôi. Đây, có thể cậy ra được này. 2.4 triệu. Đó. Rồi ok, đến cây cuối cùng ngày hôm nay, một cây số 16. Cây số 16 Mitsubishi, con này TL26 nhá. Con TL26. Đây là có mấy con TL26 rồi, có con TL26. Đây, em không phải giới thiệu nhiều về nó nhé. 26cc nòng 34 ly. Đây, em sẽ quay chi tiết sản phẩm cho các bác này. Giá của nó là đi, em báo giá luôn đi. Cái này không phải giới thiệu nhiều, máy rất là chất này. Giá của nó này là 2.4 triệu bao ship cho các bác này. 2.4 triệu này. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bác nào mua hàng thì số điện thoại 0976 123330, em sẽ tư vấn thêm sản phẩm. Chào tất cả mọi người.